hơi nắng lắm. Nắng lắm. Con leo lên đi. Con muốn con leo lên một chút xíu thôi. Phải bà lòng xoan nhưng nắng lắm, mẹ không đứng được dưới nắng đâu. Hả? Mẹ không đứng dưới nắng được đâu. Thấy không? Nắng lắm. Nắng lắm. Không ngã hả con? Cẩn thận không ngã. Ôi giời ơi, con tôi ơi. Tay ngược quá. Và ai con? Ra xem hồ cá đi con. Hồ cá đâu? Cá đâu? Con cá đâu? Con cá cơ mà. Con cá qua sông cơ mà. Con nghịch vừa đâu ngã bây giờ con. Ngã bây giờ vỡ đầu đấy. Con mà ngã xuống là nó vỡ đầu đấy con. Nào cẩn thận ngã vỡ đầu nào. Con không sợ. Con sợ, con sợ cáp à? Con sợ con cua à? Có con cua kìa. Mẹ nghe thấy có tiếng cua. Con nghe thấy không? Nghe tiếng con cua không? Thật không? Thật papa không? Ok. Ok, donc c'est bon. Il faut habiller avec des maillots bas. Il faut mettre le chapeau aussi, mettre la crème si tu veux à la plage. Bienvenue, ok. Va au bout d'abord, attends papa un peu, va au bout. Regardez la plage. Regardez la plage. Va... Từ từ chờ ở bên ngoài đã con. Chờ bên ngoài cho khô đã. Khô đã không có bẩn nha. Ở bên trong nhà đã khô đâu đúng không? Không, nét nét là để đấy. Con cầm cái, con cầm lên xô xưa của mẹ, cầm dép của mẹ vào trong nhà. Con cầm dép của mẹ vào trong nhà. Ok, mang dép của mẹ vào trong nhà cho mẹ. Mở cửa đi vào, vào trong.
có làm gì đấy không được tháo ra đâu nhá.